tắm. Tắm chở anh về một đi, chìa khóa không có nữa chứ. Mai sáng nay em cà phê. Chứ cà phê là thôi. Không cà phê hả? Ừ. Trễ đó. Ê không, ý là không uống cà phê chứ còn vẫn ngầu cà phê. Tại ông chưa đi cà phê trễ. Do sáng nay ngủ dậy trễ nữa nè. Ngồi đổi đồ nè, mất thời gian dễ sợ luôn á. Ừ, tải dữ liệu đó hả? Tải với lại ấy hình quá. Chứ không quay Kali hay hay quay. Cô nắng nhiều thăm mì. Thôi vô lần vô lần quá. Ừ. Ly mà à Ly mới làm. Cô nếu làm lần đầu hay làm lần hai? Lần đầu tiên. Ly với ai không cơ Ly? Ly mẹ bên cạnh nha. Phải cô sáng gọi em biết. Hai mẹ con thôi à? Ừ, hai mẹ con. Đau mà em. Ráng nghe. Nhìn chị xíu. Con đi. Kali mới làm xong cái người nắp mặt nữa à? Không, Kali làm. Ừ. Có đứa mua gần xong vậy ta. Họ có yên, xí là không thương. Vô lần luôn à? Ừ. Vô à, hai người xong ba người. Hai người xong hai người xong người.
con chiều con ngủ. Cô nào có một lần hả chị? Có. Cô nó hình như cũng bữa nay chắc còn vài cái rồi nha. Alo. Chị Loan à, hôm nay chị có làm không? Có em. Em ghé xuống chỗ bệnh viện Vinmec đúng không? Sau Vinmec à? Đúng rồi, nhưng mà khi nào em qua? Thì bây giờ thì em chạy xuống, chắc 10 giờ hơn em chạy xuống. 10 rưỡi nha. 10 rưỡi à? Ừ. Rồi em đi chờ em căn xuống. Ok, ok, ok. À, chị, bữa nay chị làm hay là nhân viên nữa? Chị làm nhân viên làm luôn. À rồi rồi, chị làm cho em. Ok em, ok. Dạ rồi rồi, thôi để chị em gái. Thôi chị nhé. Ok. Mồm la trung điểm nhỏ ơi. Có bảy quá. Do người nâu 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 nè, kia như là Na đang làm luôn à. Trong bà Na nó ngày càng đi thì không đi. Ừ. Bán nó 200 rồi. Chị mua đó. Đau quá à. Lan xin mẹ. Xíu xíu xíu. Để hết cục này rồi xong.